Anh sửa bóng đèn cháy chưa? Cái bóng đèn nó cháy rồi. Nãy làm anh cứ sợ là nó không cháy không à. Ôi mừng quá. Làm gì mà anh mừng dữ vậy? Thì từ đó tới giờ anh có bao giờ sửa bóng đèn bao giờ đâu. Đèn nha anh. Má kêu thợ tới sửa, sợ anh leo trèo té gãy tay gãy chân, rồi làm điện điện giật. Hồi nãy trước khi sửa đó hả, trời ơi anh hồi hộp muốn chết luôn. Sợ sửa xong nó không cháy là quê với em. Có gì đâu mà quê. Người làm được việc này, người làm được việc kia. Anh bị dính cái gì trên mặt kìa. Gì đâu. Thôi, để em lau cho. Vừa nhẹ thôi, mặt anh mỏng lắm á. Hết rồi. Hết rồi hả? Cảm ơn em nha. Hai về kìa. Lẹ vô ăn cơm con ơi. Tư má mới về. Sao hai về sớm vậy? Hôm nay hai mệt nên xin về sớm. Dạ. Hôm nay không qua Nga học hả? Thôi, biết đâu hai không rước được cây, hai kêu ông quý đó rước nữa. Em ở nhà em học. Má. Em nó không thích thì thôi, ép làm chi. Để cho nó tập trung học hành đi. Con chỉ muốn tốt cho nó. Nó không chịu thì thôi, con không xen vô nữa. Mày thôi đi vô tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Con đi tắm rồi đi ngủ, con không ăn cơm đâu. Má, bộ hay giận con hả? Biết đâu nó à. Thôi để lát má nói chuyện với nó coi làm sao. Con này nó chướng khí lắm. Cái anh này, nói thiệt ra hơi vô duyên xíu, nhưng mà thiệt sự á là nhờ cái ghe của ba em trái mà tụi mình hiểu nhau hơn. Nếu không chắc chắn là em vẫn còn ghét anh. Từ đó giờ em đâu có ghét anh đâu. Qua nè, anh rất là thích em đó. Từ khi mà anh tỉnh dậy ở cái chòi á, anh nói thiệt, anh nói ra là không phải để tán tỉnh em đâu. Từ trước tới giờ anh chưa có cảm giác mà thích một người nào tới như vậy. Còn cái chuyện mà anh đưa dì Bao vô bệnh viện á là anh viện cớ thôi, đưa dì vô để có cơ hội được gặp em. Anh biết đáng lẽ anh không có nói ra chuyện này đâu, bởi vì anh biết nói ra cái chuyện này nó không có kết quả gì hết. Chắc chắn là em sẽ lấy anh tốt, nhưng mà thực sự á, anh muốn là nói một lần cho ra hết luôn, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Anh hỏi thiệt nha, nếu mà em gặp anh trước anh tốt á, em có thích anh không? Thiệt ra em chỉ coi anh tốt như anh của em thôi. Chuyện đám cưới là do mong muốn của ba em, nên bây giờ em không thể trả lời câu hỏi của anh. Nếu em nói vậy là em thích anh đúng không? Thôi em vô bệnh viện với ba đây. Sáng mai khoảng mấy giờ ba em xuất viện vậy? Anh biết đêm tới anh phụ. Thôi không cần đâu, anh cũng giúp gia đình em nhiều quá rồi. Từ mai mình đừng gặp nhau nữa. Nói vậy là từ ngày mai em muốn gặp anh nữa hả? Anh tốt đi ghe cũng sắp về rồi. Tánh ba em cố chấp lắm, em thấy mình không nên gặp nhau nữa đâu. Anh điều kiện tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với mình. Thôi, anh không có bao giờ có ý định tìm ai nữa đâu, bởi vì anh tìm được rồi. Qua, anh yêu em, anh biết là em cũng yêu anh mà. Em có yêu anh tốt, tại sao phải gượng ghép mình? Hay là anh với em cùng nhau gặp ba em, thuyết phục ba em có được không?